John Maynard Keynes, người đặt nền móng cho kinh tế học vĩ mô. Có một nhân vật đã lâm vào cảnh gần như trắng tay sau cuộc đại khủng hoảng năm 1929, nhưng sau đó lại tìm được cơ may cho chính mình. Năm 1936, ông còn cho xuất bản cuốn sách Lý thuyết tổng quát về lao động, lãi suất và tiền tệ như một lời đáp trả đối với cuộc đại suy thoái, khuyến khích chính phủ chi tiêu nhiều hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư. Đây cũng được coi là bước khởi đầu của lý thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại. Ông chính là John Maynard Keynes. Xuất thân danh giá. John Maynard Keynes sinh ngày 5 tháng 6 năm 1883 tại Cambridge, Vương quốc Anh, trong một gia đình có truyền thống học thuật giàu có. Cha ông là một nhà kinh tế học kiêm triết gia, còn mẹ là nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố. Bản thân Keynes cũng là một sinh viên xuất sắc nổi trội tại trường Eton cũng như Đại học Cambridge, nơi ông theo học ngành toán. Nhóm bạn thân thời đi học của ông về sau cũng trở thành những nhà trí thức và nghiên cứu nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, Keynes làm việc tại văn phòng Ấn Độ, đồng thời tập trung nghiên cứu để viết một luận văn, qua đó giành được một suất học tại trường King's College. Đến năm 1908, ông từ bỏ công việc hành chính, quay trở lại quê nhà Cambridge. Trong khoảng thời gian Thế chiến thứ nhất nổ ra, Keynes làm việc trong Bộ Tài chính, và khi Hòa ước Versailles được ký kết, ông đã xuất bản cuốn Những hệ quả kinh tế của hòa bình, The Economic Consequences of the Peace. Trong tác phẩm này, Keynes chỉ trích việc các nước đòi hỏi khoản bồi thường chiến tranh quá cao từ một nước Đức bại trận, và dự đoán rằng điều này sẽ làm tăng khát vọng trả thù của người Đức. Cuốn sách bán rất chạy, qua đó giúp cho Keynes trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Những lần thất bại của thiên tài. Dù thu về không ít tiền bạc nhờ thù lao viết sách và diễn thuyết, nhưng Keynes vẫn quyết định tận dụng tri thức về kinh tế của mình bằng cách đầu cơ tiền tệ. Tất nhiên trò chơi đầu cơ chưa bao giờ là dễ dàng với Keynes cũng như thế. Nhà báo John Warwick từng viết trên The New York Times, John Keynes từng vấp ngã và thất bại rất nhiều lần trước khi chạm tới thành công. Ông từng lâm vào cảnh vô sản không dưới 3 lần, nhưng lần nào ông cũng vực dậy và quay trở lại cuộc đua với suy nghĩ sẽ xây dựng tài sản lâu dài. Trước Thế chiến thứ nhất, các đồng tiền vốn có giá cố định, nhưng sau khi chúng được thả nổi, Keynes cảm thấy lạm phát thời hậu chiến sẽ gây hại cho đồng franc nước Pháp và nhất là đồng Reichsmark của Đức, cho nên ông đã bán khống những loại tiền tệ này và vài loại khác nữa. Sau khi kiếm được 30.000 đô la Mỹ chỉ trong vài tháng, Keynes thực hiện bước đi tiếp theo, thiết lập một nghiệp đoàn vào năm 1920 để quản lý chuyên nghiệp tiền bạc cho bạn bè và gia đình. Doanh nghiệp này có khởi đầu thuận lợi, kiếm được 80.000 đô la Mỹ tới cuối tháng 4 năm 1920. Nhưng rồi sau làn sóng lạc quan ngắn ngủi, đồng tiền mà Keynes bán khống lên giá rất cao, quét sạch toàn bộ vốn của nghiệp đoàn. Ông buộc phải đóng cửa nó, mọi giao dịch mua bán tiền tệ đều thua lỗ. Sau khi được cha cứu giúp, Keynes vẫn không chung bước. Thay vì đầu tư vào tiền tệ vốn hay có biến động cực lớn, ông quay sang thiết, bông và lúa mì. Tuy nhiên nỗ lực này cũng sớm kết thúc, giống như nỗ lực trước đó. Khi đại suy thoái xảy ra và các hàng hóa thương phẩm giảm giá mạnh, Keynes mất 80% tổng tài sản. Năm 1924, Keynes trở thành giám đốc tài chính ở King's College, một trong những trường danh giá lâu đời nhất tại Vương quốc Anh, và nắm quyền kiểm soát quỹ hiến tặng của trường. Khi tiếp quản quỹ, ông đã bán các bất động sản để đầu tư vào thị trường chứng khoán, vì nghĩ rằng việc đầu cơ và một tài sản có giá biến động hàng ngày và tính thanh khoản cao sẽ tốt hơn so với đầu tư vào một thứ mà mình có ít sự kiểm soát. Nhưng kết quả vẫn như những lần trước, quỹ này thua lỗ 32% vào năm 1930 và 24% nữa vào năm 1931. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Thời điểm lột xác về tư duy. Trong 10 năm tiếp theo sau những thất bại cay đắng, tư duy của Keynes đã thay đổi 180 độ, từ một người đầu cơ ngắn hạn sang một nhà đầu tư dài hạn. Ông bắt đầu nghiên cứu các công ty, xem xét dòng tiền, lợi nhuận và cổ tức, tập trung sâu vào những doanh nghiệp bán thấp hơn giá trị thực của chúng. Keynes nhận ra, đầu tư là hành động ước đoán lợi nhuận trên tài sản.
còn đầu cơ là hành động ước đoán tâm lý của thị trường. Ông cho rằng đầu cơ vô hại như bong bóng trong dòng chảy kinh doanh liên tục, nhưng sẽ rất tai hại khi kinh doanh trở thành bong bóng trong vòng xoáy của đầu cơ. Nhờ những thay đổi trong tư duy từ 1932 tới 1945, Keynes đã giúp quỹ tài sản của King's College tăng tới 869%. Có thể nói Keynes là một trong những nhà đầu tư hiếm hoi, vừa có khả năng nhìn nhận định kiến nhận thức của mình, vừa có khả năng chiến đấu chống lại những định kiến đó một cách hiệu quả. Ông hiểu rằng tất cả mọi người đều có thể có tất cả thông tin trên đời, nhưng nếu không có khả năng kiểm soát hành vi của chính mình và dự đoán hành vi của người khác, thì những thông tin đó chẳng còn có ý nghĩa gì. Lý thuyết tổng quát của Keynes. Sau những thành công nhất định năm 1936, Keynes đã xuất bản tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, The General Theory of Employment, Interest and Money, thường gọi tắt là lý thuyết tổng quát. Tác phẩm đã trở thành chuẩn mực cho các tư tưởng kinh tế về sau, đồng thời biến Keynes trở thành nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất ở nước Anh. Trước đó, các nhà kinh tế cho rằng mỗi khi có khủng hoảng kinh tế, giá cả và tiền công sẽ giảm đi, các nhà sản xuất sẽ có động lực đẩy mạnh để thuê mướn lao động và mở rộng sản xuất. Nhờ đó nên kinh tế sẽ phục hồi. Nhưng Keynes lại quan sát cuộc đại khủng hoảng 1929-1933 và thấy tiền công không hề giảm, việc làm cũng không tăng và sản xuất mãi không hồi phục nổi. Từ đó ông cho rằng thị trường không hoàn hảo như các nhà kinh tế học cổ điển nghĩ. Cuốn Lý thuyết tổng quát của Keynes đã giới thiệu một loạt lý luận mới mẻ đối với giới học thuật kinh tế thời ấy. Một số luận điểm chính bao gồm tiền công có tính cứng nhắc, kỳ vọng về giảm tiền công và giá cả sẽ tạo ra vòng xoáy đi xuống của nền kinh tế. Lãi suất giảm không nhất thiết dẫn tới đầu tư tăng. Cái quy định lãi suất chính là cung và cầu về tiền. Lãi suất không nên xuống thấp hơn một mức nào đó, có thể đạt được mức cân bằng ngay cả khi có thất nghiệp và thắt chặt chi tiêu trong thời kỳ khủng hoảng, chỉ làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Sau tất cả, Keynes đề cao vai trò của chính phủ trong việc kích cầu trong thời kỳ suy thoái. Cuốn Lý thuyết tổng quát vì thế được giới học thuật kinh tế đánh giá như một cuộc cách mạng. Năm 1937, nghĩa là một năm sau khi cuốn sách của Keynes được công bố, nhà kinh tế học John Richard Hick đã phát triển một mô hình gọi là phân tích ISLM để khám phá các giả thuyết liên quan đến đầu tư và tiết kiệm, cung và cầu tiền tệ. Năm 1939, Hicks còn mô hình hóa ý tưởng về 7 thanh khoản mà Keynes đã đưa ra. Trong những năm 1939-1948, Roy Forbes Harrod, một đồng nghiệp thân thiết của Keynes, cũng đã phát triển một mô hình diễn giải về tăng trưởng kinh tế dựa trên lý luận của Keynes về quy định thu nhập. Cùng thời gian đó, F.C. David Domar đã độc lập phát triển một mô hình tương tự. Vì thế, mô hình này sau đó được gọi là mô hình Harrod-Domar. Mô hình này cho phép mọi người hiểu luận điểm của Keynes dễ dàng hơn. Định hình trật tự kinh tế thời hậu chiến. Về phần Keynes, khi Thế chiến thứ hai nổ ra, ông lại làm việc cho Bộ Tài chính. Năm 1942, ông được bầu làm thượng nghị sĩ. Trong những năm chiến tranh, Keynes đóng vai trò quyết định trong những cuộc đàm phán nhằm định hình trật tự kinh tế quốc tế thời hậu chiến. Năm 1944, Keynes dẫn đầu đoàn đại biểu Anh đến hội nghị Bretton Woods tổ chức tại Hoa Kỳ. Tại hội nghị này, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành lập Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Keynes qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 1946. Sau khi ông mất, các lý luận của ông tiếp tục được một số nhà kinh tế học trong nhóm câu lạc bộ Keynes, trường Cambridge đứng ra bảo vệ. Một loạt nhà kinh tế ngoài trường Cambridge cũng đóng góp vào phát triển lý luận này. Về sau, nó còn được phát triển ở Mỹ, song đã bị cải biên khá nhiều, thậm chí còn được tổng hợp với lý luận của trường phái Tân Cổ Điển về vai trò của nhà nước. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!